Hello cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ quyết định mình thay cái những em sen mông này vào trong đây mình trồng sen sen nó. Chứ bây giờ cái chậu này mọi người thấy không? Nó nứt hết trơn rồi, mà nó không hết chỗ để nó mọc rồi. Đây. Giống như này. Bây giờ nó nứt lên, nó nứt ra để nó khỏe sau đó thì nó mới ra hoa được. Cái chậu, cái ly mình trồng bây giờ nó chật cứng hết rồi. Cũng rất là tiếc nhưng mà mình trồng đại trong đây đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành nha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu trồng cả nhà ơi. Thì trời ơi chưa có chuẩn bị gì hết trơn. Mình lấy cái này mình lót đi. Đau lòng đau lòng. Đau lòng con. Bây giờ chỉ có nước lấy bằng cách này thôi vì nó cứng lắm cả nhà ơi. Sen mông này á, ai không biết cách trồng á là thất bại nhiều lắm phải đúng không cả nhà? Mình nghe nói nhiều người thất bại lắm. Đây giá thể của mình đây cả nhà xem kỹ ha, mình trồng giá thể rất là nhiều viên thoát nước nó mới sống được á, chứ mà úng á, chứ mà nhiều cái đất giữ ẩm á là nó sẽ lên đường ngay cả nhà ơi. Đó. Bởi vì nó không có thích bị úng thối do hút nhiều nước cả nhà. Nó trồng như mình như vậy nè, một lớp viên thoát nước và ở trên là đất Academa như vậy thôi thì đảm bảo là cây sống khỏe ha. Thì cả nhà thấy không, nó to nó cao nè, như thế này nè. Là to luôn. Bây giờ mình tách nó ra trồng lại chứ chỗ kia nó không chịu nổi rồi. Cái này là cây con nè, nó úng rồi nè. Hay lắm. Mới đầu là một cây này thôi. Đấy, sau một năm mình trồng thì nó sẽ tét cái này ra. Tét cái này ra, nó đẻ con. Ví dụ 1 thành 2 với cả nhà, giống như ha. Nó lớn lên, nó chật rồi. Cái này chắc mình để thành một nhóm quá. Cả nhà mình chắc thấy rõ được rồi ha, do cái ban công của mình nó hẹp quá và nắng nó chỉ chiếu vô một phần bên này thôi. Có gì thông cảm giùm mình nha. Rồi thì giá thể bên trong này đó, nó có sẵn thì cũng là những cái viên đất nung thôi chứ không có vì có nhiều đất giữ ẩm gì hết á, tại vì mình cũng dành cho trồng xương rồng cũng thành công rồi ha, nay nó to rồi. Bây giờ mình lấy bớt đất ở này ra. Mình thấy nhiều bạn trồng sen mông không biết á, trộn với sơ dừa
lộn với sơ dừa hay là mấy cái lá cây mục á, rồi mấy cái đó là không ổn chút nào cả nhà ơi. Sen mông á nó không có chịu nước đâu. Lấy đá cũ để lại cả nhà ha, không sao đâu. Rễ khỏe ghê luôn ha. Chỗ này mới mốt nó đẻ con ra thì nó thoải mái được rồi ha, rộng rãi. Trồng trong cái ly thì nó dễ thương nhưng mà nó bị chật chội. Giá thể như thế này thì mình tưới thoải mái. Mình trồng cây á, mình cưng quá nhiều khi mình tưới á, chưa có, nó chưa có khô đất là mình lo mình tưới rồi, thì như vậy đó là lý do sen của mình bị úng thúi. Nhiều khi á cái thân nó tiếp xúc với đất á nó cũng bị ẩm nữa nha cả nhà, nên á mình lót cái mấy cái viên thoát nước này ở lên trên này đó. Khi mình tưới đó, lỡ mà nước nó bị ẩm á thì cũng không sao ha. Đó rồi, còn còn nhóm này nữa thì chắc mình sẽ nhổ cái em này ra quá, thì em này thật sự không có giá trị. Mình sẽ nhổ cái em móng rồng này ra đi. Xin lỗi nha. Em móng rồng cũng rất là khỏe luôn. Cả nhà nhìn nó to nè, to khủng khiếp chưa. Mình không nhớ cái hoa của nó màu gì nữa nè, năm trước nó có hoa nè. Bên này mình xả bớt đất rễ.
Khi mình xả cái rễ ra thì nó không có đứng vững bằng cái nhóm bên này cả nhà ha. Nhóm bên đó thì nó vẫn còn nguyên một chùm rễ á. Làm kiểu nào cũng được ha. Xả rễ thường á, người ta nói là xả rễ ra thì xả đất cũ á ra thì cây nó sẽ nhanh phát triển hơn, mà mình thấy nó cũng như nhau à. Cái này trồng mau lớn lắm cả nhà ơi, nhà mình có nhiều lắm à. Thì nó va va rồi nè, nó vàng vàng rồi, nó mốt nó có hoa, cũng ăn đất dữ lắm. Những cái cây này nè nhiều lắm, cho mình bỏ đi cho cái cây này được rồi nè, nó có màu vàng vàng nè cả nhà ha, nó va va nè. Hiện tại tụi này nó đang bị mất sức rồi, thì mình trồng xuống thì khoảng 5 6 ngày nữa mình mới tưới nha cả nhà, mình không có tưới liền tại cây nó mới bị sốc, tưới liền nó dễ bị úng lắm á. Thời tiết bên Nhật thì nó khô, nó khô thì mình tưới 2 3 ngày mình tưới cũng được, tại vì nó nhanh khô lắm, nhưng mà thôi để an toàn thì mình không có tưới liền. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Đây là thành phẩm. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt.